Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại tỉnh Hưng Yên, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đã tiếp xúc với cử tri thành phố Hưng Yên sau kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Dự hội nghị có các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Lê Khánh Hải, chủ nhiệm văn phòng Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư tỉnh ủy Hưng Yên. Cùng dự có đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy. Tại hội nghị tiếp xúc, thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên, đồng chí Đào Hồng Vận, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã báo cáo kết quả kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Theo đó, sau 27,5 ngày làm việc với tinh thần đoàn kết, dân chủ, khẩn trương và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 7 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Về kết quả giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đã tổng hợp và gửi 40 ý kiến kiến nghị của cử tri đến Quốc hội, Chính phủ và một số bộ ngành trung ương để trả lời giải quyết theo thẩm quyền. Đến nay, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã nhận được 30 văn bản của các bộ ngành trung ương trả lời 38 trên 40 kiến nghị của cử tri. Tại hội nghị tiếp xúc, cử tri đánh giá cao kết quả kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 và chúc mừng đồng chí Tô Lâm trên cương vị mới là Chủ tịch nước. Cử tri và nhân dân tin tưởng trên cương vị mới, đồng chí Tô Lâm sẽ hoàn thành xuất sắc vai trò của người đứng đầu nhà nước. Đa số ý kiến nhất trí cao với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đặc biệt là những cơ chế chính sách đã sát với thực tiễn hơn, đi vào cuộc sống. Một số cử tri kiến nghị liên quan đến luật công đoàn sửa đổi. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên phát biểu tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch nước Tô Lâm xúc động, trân trọng và cảm ơn những tình cảm của cử tri và bà con nhân dân đã dành cho mình trên cương vị công tác mới. Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao đổi, trả lời các câu hỏi, nội dung được cử tri và nhân dân đưa ra, đề xuất, kiến nghị. Nội dung chi tiết của buổi tiếp xúc cử tri và phát biểu của Chủ tịch nước Tô Lâm, chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin trong các bản tin thời sự sau. Cũng trong sáng nay,